Dạ hả? Có ai nhà không? Kêu thầy coi. Kêu cha rồi, cha rồi. Ba đi làm. Ủa tội có mình nhỏ. Có mình con ở nhà hả? Cầm cho nó luôn đi. Này phải cầm cho con. Luôn có mình nhà. Con bánh nha. Cảm ơn nha. Nó có thầy gửi nha. Có mình nó nhà nhà đúng rồi. Hello, ăn bánh nha, ăn bánh ngon nha. Ăn bánh ngon mình nha. Có mình con ở nhà thôi đó, hả? Không có ai hết hả? Ôi trời ơi. Con cũng thằng ở phụ. Rồi, con giữ gìn sức khỏe. Thôi, chào. Chào con nha, thầy chào con về nha. Bye bye thầy đi. Bye bye nha chứ. Ngô Phật, Ngô Phật. Thôi, bye bye được rồi, bye bye. A Di Đà Phật. Nó mắc cỡ. Con chào thầy. Không rồi. Con cảm ơn thầy với thầy con chú ạ. Kinh quá trời. Mới về thằng nào? Dạ. Về thằng nào? Cũng về mấy năm rồi. Kinh Đạo Phụng. Mới nghe cái câu nói thôi. Chào các cô nha. Giờ mấy cô đi làm về à? Mấy hội vậy? Hai hội. Chúc chú giờ cái nhà làm kia kìa. Còn nhà trong cùng á. Giờ sao qua bỏ được luôn nào? Đi luôn thằng đó. Cái nhà có Hoa Đức nữa. À, Hoa Đức thì đi đường nào gần trước? Đi đường này. Thank you.